với tổng mức đầu tư 198 tỷ đồng. Dự án nhà ở công nhân khu công nghiệp Hòa Cầm tại phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ có tổng diện tích gần 28.000 m2, gồm 8 khối nhà ở 5 tầng với hơn 800 phòng, giải quyết chỗ ở cho khoảng 1.700 công nhân, cùng các hạng mục khác như siêu thị, nhà trẻ. Giai đoạn 1 của dự án với mức đầu tư 70 tỷ đồng dự kiến sẽ hoàn thành trong vòng 300 ngày, gồm 3 khối nhà, nhà xe, hạ tầng kỹ thuật. Hiện Đà Nẵng có 6 khu công nghiệp với hơn 74.000 lao động, 45% trong đó là lao động ngoại tỉnh, đời sống còn nhiều khó khăn. Dự án mới khởi công nằm trong đề án phát triển nhà ở công nhân các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố, với mục tiêu đến năm 2020 giải quyết cho ít nhất 20% công nhân và đến năm 2030 cho ít nhất 35% công nhân tại các khu công nghiệp có nhu cầu về nhà ở.